chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honda Activa 5G 2009 phiên bản giới hạn mức giá 18.500.000 đồng. Honda Activa 5G 2009, cái bản giới hạn tuyệt đẹp, mang dáng dấp như cái chiếc Honda Lead ở Việt Nam, nhưng giá rẻ hơn chỉ bằng một nửa, khiến người tiêu dùng ở nhiều nơi phát thèm. Nhà sản xuất xe máy và xe tay ga Honda tại Ấn Độ mới đây đã tung ra thị trường ở nước này cái phiên bản giới hạn hoàn toàn mới của một cái dòng tay ga ăn khách Honda Activa 5G. Cận cảnh đèn pha LED của cái chiếc Activa 5G cái bản giới hạn. Thiết kế mặt trước của xe khá là sang chảnh. Cản trước với cái tông màu bắt mắt. Hàng bên là cái dải đèn xi nhan LED. Xe có hàng loạt cải tiến về mặt diện mạo, nhưng động thái này cho thấy Honda đang tập trung vào tăng cái doanh số bán hàng của dòng xe tay ga cực kỳ hot này, chứng kiến có cái sự sụt giảm doanh số một cách từ từ của Activa trong vài tháng vừa qua tại Ấn Độ. Cận cảnh cái cụm đồng hồ xe được tái thiết kế lại, tay lái và nút điều khiển bên trái, tay lái và nút điều khiển bên phải. Tuy cập nhật dịch thẩm mỹ tạo ra cái sự mới lạ và đẹp mắt, sang chảnh hơn, nhưng cái chiếc Activa 5G cái bản giới hạn này lại vẫn giữ mức giá bán đầy hấp dẫn. Honda Activa 5G 2009 lần lượt được phân phối với hai bản bao gồm cái bản Standard giới hạn và DLS có mức giá lần lượt là 55.032 ANA, tương đương khoảng là 18.500.000 đồng năm, và 56.897 ANA, tương ứng là 19.200.000 đồng năm. Cận cảnh y ngọc của xe, cái cụm đèn hậu, ống xả xe, cốp đựng đồ chỉ yên. Xe vẫn tiếp tục kế thừa các trang bị về mặt cơ khí như cái bộ động cơ SE Standard 4 thì dung tích 109cc làm mát quạt gió, khả năng sinh ra công suất đa 18 lực tại vòng tua là 7.500 phút, mô men sắc đại là 9 Nm tại vòng tua 5.500 phút. Đồ họa bắt mắt và mới lạ, thiết kế cái diện mạo giống như cái chiếc Honda Lead ở Việt Nam, giống như cái phiên bản là Activa 5G thường. Phiên bản hạng đường này cũng có thiết kế bắt mắt, cộng một cái đèn pha đầy xi nhan LED giúp cuốn hút người tiêu dùng. Cái cụm đồng hồ được bố trí lại giúp hiển thị các thông tin chi tiết và rõ nét hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này đã trực tiếp, nhớ like, subscribe.